Hello mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với em Thương Gỗ Quý nhá. Dạ vâng, tối nay em xin phép được giới thiệu với tất cả anh chị bạn lô trắc đỏ đen, hàng tươi đẽo. Có cả mấy cục ngắn rục luôn này. Lô này là tổng là 52 kg anh chị bạn nhé, tổng là 52 kg. Đây. Kích thước thì nó có đây, có khúc này ngắn nhất là 25 này. Này 35 40 luôn này, khúc đây 40 này, khúc đây cũng hơn 40 luôn này. Đấy. Đường kính thì có vài khúc đây anh chị bạn này. Vài khúc đây là một khúc 4 này, còn vài 5 khúc 5 5 6 khúc 5. Còn đâu 6 7 8 9 10 anh chị bạn nhé. Đấy, anh chị thấy hàng thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, anh chị thấy. Hàng đẹp luôn này nhé. Đông đặc luôn anh chị bạn nhé, đông đặc luôn. Đấy. Khúc này cũng 9-10 luôn đấy. Vân này là quá phê rồi đúng không anh chị bạn? Quá phê luôn. Đấy, vân này. Riêng cái cục này thì đầu cái đít này nó có một cái lỗ xíu xíu này. Nó bằng cái ngón tay thôi, ngón tay trỏ thôi thì vào 5 phân anh chị bạn nhé. Còn không có xi nhê gì hết. Vân nói chung là quá gọi là mê rồi. Đấy. Đây đây này, đặc nha. Đặc nha. Đặc nha. Đặc luôn nha. Toàn hàng đẹp luôn anh chị ạ. Tổng là 52 kg anh chị bạn nhé. Dạ vâng anh chị bạn nào thiện chí thì có liên hệ cho em số điện thoại 0338918991 nhá. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé, để biết thêm nhiều loại gỗ quý hơn. Ok, xin chào mọi người nha.